Mấy ngày nay Tiểu Thiên ở Trữ Tú Cát, đã quen chưa vậy? Tánh của Tiểu Thiên vốn mạnh mẽ, không chịu bó buộc, khó tránh sẽ cảm thấy không quen. Nhưng hai ngày nay cuộc sống ổn định ở Trữ Tú Cát, đã bớt phóng túng hơn nhiều. Xin Hoàng thượng đừng lo lắng. Nếu như cổ thấy không quen thì đừng miễn cưỡng cổ. Trẫm tìm cơ hội nói với Thái Hậu một tiếng, như vậy nàng cũng đỡ vất vả hơn. Việc này Thái Hậu căn dặn, Dĩ Nhục không thấy vất vả. Nhưng mà có một chuyện Dĩ Nhục không biết có nên nói không. Nói đi. Sở dĩ Tiểu Thiên cổ như vậy, thật ra Hoàng thượng phải chịu phần nào trách nhiệm. Hoàng thượng thương yêu Tiểu Thiên, bao giờ cũng nghĩ cho cổ. Mỗi lần gặp chuyện, Hoàng thượng đều binh vực cổ. Thời gian lâu, Tiểu Thiên nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Cho nên ý của nàng là trẫm đã chịu hư cổ? Dĩ Nhu không dám. Nhưng mà Tiểu Thiên thật sự đã ỷ lại Hoàng thượng, cho nên những người khác trong cung nhìn thấy cũng phải nhường cổ phần nào. Ý của nàng là trẫm đừng nên tốt với cổ quá. Dĩ Nhu cảm thấy đây chỉ là kế sách tạm thời. Trẫm biết rồi. Vậy chuyện của Tiểu Thiên làm phiền nàng. Dĩ Nhu tuân chỉ. Còn một chuyện Dĩ Nhu muốn hỏi Hoàng thượng. Có chuyện gì? Không biết ngày mai Hoàng thượng có thời gian đến Trữ Tú Cát dùng cơm không? Ngày mai có nhiều việc, e là trẫm hơi bận, khó được như nàng mong muốn. Vậy để hôm khác. Có điều Dĩ Nhu và Tiểu Thiên đều hy vọng có thể dùng cơm với Hoàng thượng. Tiểu Thiên cũng rất nhớ Hoàng thượng. Tiểu Thiên nói với nàng vậy sao? Vậy để trẫm gác lại công việc. Vậy Dĩ Nhu sẽ dặn cung nữ chuẩn bị thức ăn cho người. Không cần long trọng rườm ra, ngồi tiện bình thường được rồi. Nàng lui đi. Dạ, tạ ơn Hoàng thượng. Tiểu Thiên, đi đâu vậy? Nương nương, sao nương nương chưa ngủ? Ngươi chưa về, làm sao ta ngủ được? Xin lỗi nương nương. Vậy người đi nghỉ đi, Tiểu Thiên cũng phải ngủ đi. Tiểu Thiên, thật ra ngươi có hiểu tại sao ngươi phải ở Trữ Tú Cát không? Dạ hiểu, là để học hỏi kiểm điểm. Thái Hậu đã giao trách nhiệm dạy bảo ngươi cho ta. Bây giờ ngươi không nói một tiếng nào thì bỏ ra ngoài. Nếu Thái Hậu hỏi đến, ta giải thích sao đây? Xin lỗi nương nương, Tiểu Thiên chỉ muốn ra ngoài dạo thôi, cũng không có gây phiền phức gì cho nương nương. Thái Hậu trách phạt là chuyện nhỏ, nhưng người kháng chỉ là chuyện lớn. Nếu Thái Hậu có hỏi tới thì ta không giúp được ngươi. Tiểu Thiên biết rồi, sẽ không có lần sau. Tiểu Thiên, ta mong ngươi biết cân nhắc nặng nhẹ. Ngươi một lòng hướng y, nhưng mà chưa có cơ hội được thấy những thảo dược quý giá trong cung, vậy thì đáng tiếc lắm. Trong cung còn cất giữ thảo dược quý giá khác, ở Thái Y Viện sao? Sao Tiểu Thiên không biết? Ở Thái Y Viện chỉ là những loại thảo dược bình thường. Loại thảo dược quý giá và thảo dược nhập từ ngoại quốc, tất cả đều ở hậu cung. Thật hả? Có loại thảo dược gì đặc biệt vậy? Ta nghe nói bảo vật Simla tiếng cống có loại thuốc tên Hắc Ngọc Hương, dược tính cực kỳ đặc biệt, hơn nữa vô cùng quý giá. Hắc Ngọc Hương, vậy phải làm sao có được, nương nương lấy được không? Hắc Ngọc Hương này thuộc Lý Công Công quản, ta cũng chưa từng thấy. Lý Công Công quản lý, vậy là không có hy vọng rồi. Ngươi có thể nói với Hoàng thượng, kêu Hoàng thượng lệnh Lý Công Công đưa cho ngươi. Phải rồi, đi nói với đại ca, đại ca nói Lý Công Công nhất định sẽ nghe. Nhưng mà nếu Hoàng thượng đến, ngươi đừng nói với người là những lời này ta nói với ngươi. Đương nhiên rồi, thần có nghĩa khí mà. Được rồi, mau đi ngủ đi, giờ này không còn sớm, ta phải ngủ đây. Tiểu Thiên à,
ngươi không được lén ra ngoài, có nhớ chưa hả? Dạ nương nương. Đi đi. Thúy Hoàng, tại sao cô giúp tôi lại? Hà đại nhân tự ý rời khỏi Trự Tú Các, hai nô tỳ bị nương nương trách phạt. Vì bảo đảm an toàn, hạ đại nhân phải chịu thiệt. Nhưng đâu cần phải giúp tôi lại. Đây chỉ là kế sách tạm thời. Hy vọng hạ đại nhân đừng khiến cho kẻ làm nô tỳ chúng tôi khó xử. Phiền cô mời nương nương đến đây đi. Tôi đích thân nói với nương nương. Nương nương đã nghỉ ngơi rồi. Hạ đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Thiên à, ăn uống ý tứ một chút. Mỗi đói. Đói mấy cũng không thể ăn như vậy. Nữ quan trong cung cho dù ăn uống hay là đi đứng cũng phải đoan chính trang trọng. Muội nhìn Dĩ Nhu xem. Trước giờ muội cũng ăn vậy mà. Trước đây không nói, bây giờ lại nói. Hoàng thượng chỉ hy vọng muội thay đổi một chút, mau chóng hòa nhập cuộc sống trong cung. Ở đây đâu có người ngoài, quan tâm nhiều quá làm gì? Có mệt không? Đại ca, quên sao vậy? Không có gì. Sao mặt quên ủ rũ vậy? Đại ca, Quỳnh có nghe nói trong cung có một loại thuốc tên là Hắc Ngọc Hương không? Hắc Ngọc Hương? Hình như Quỳnh chưa nghe. Và nói thứ này ở chỗ Lý Công Công đó. Đại ca, Quỳnh có thể lấy giùm một ít không? Muội lấy làm gì? Làm thực nghiệm. Nghe nói thứ này được bào chế từ thảo dược quý hiếm. Nghe nói rất hiếm có được, nước Xiêm La gì đã đem tiến cống. Hả? Có thứ này sao? Vậy nó có công hiệu gì? Điều này muội cũng không rõ lắm, cho nên muốn Quỳnh lấy giùm một ít để muội đem nghiên cứu. Được, vậy ngày mai Quỳnh hỏi giùm muội. Tiểu Thiên, hoàng thượng đã mệt cả ngày rồi, đừng nói chuyện nữa, để người nghỉ ngơi. Phải. Hoàng thượng, món này rất ngon, ăn nhiều một chút. Tiểu Thiên à, cái này rất ngon, ăn đi. Tôi khỏi, muội tự gấp. Tiểu Thiên, hoàng thượng gấp thức ăn không được vô lễ. Tại muội không thích ăn cái đó, sao phải ép muội ăn chứ? Hoàng thượng thích ăn thì ăn nhiều một chút. Tiểu Thiên, muội không được cãi lại Dĩ Nhu. Đại ca, sao nghiêm túc vậy? Tỷ tỷ cũng đâu có giận. Muội đang ở đây chịu quản thúc mà không chịu nghe lời, như vậy khác nào gây thêm phiền phức cho Dĩ Nhu. Tiểu Thiên, mọi người đều muốn tốt cho muội, muội không thể phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Hôm nay hai người làm sao vậy? Nói muội vô lý lại nói muội cự lại, còn nói phụ lòng mọi người, là muội thấy áp lực rất lớn á. Không phải Quỳnh muốn tạo áp lực cho muội, mà chỉ hy vọng muội tự kiểm điểm. Muội không có làm sai kiểm điểm cái gì. Ăn bữa cơm phiền phức quá, muội không ăn nữa. Tiểu Thiên. Hoàng thượng, có thể gần đây áp lực của Tiểu Thiên quá lớn, lát nữa thần thiếp sẽ khuyên cổ. Chuyện này không liên quan nàng. Có thể nàng nói không sai, chiều riết cổ hư. Cho cổ thêm chút thời gian đi, thần thiếp sẽ dạy bảo. Làm phiền nàng. Hoàng thượng, bây giờ không còn sớm, hôm nay có cần ở lại Trữ Tú Cát không? Không cần, trẫm còn tấu sớ chưa coi xong.
cần phải về đó. Trẫm đi đây.